vọng mà chúng ta có thể vào trung tâm Dương Đông của trung tâm của Phú Quốc. Và đây là khu vực đeo hành lý với các cái biển quảng cáo của các cái khách sạn ở Phú Quốc. Và sau đeo hành lý là khu hành lý thất lạc Lost and Found, quầy đây khu vực chờ lấy hành lý. Rồi, đây tôi chuẩn bị đi ra khu vực kiểm soát hành lý. Rồi, sân bay Phú Quốc. Ra bên ngoài sân bay có rất nhiều hãng đón du khách, có hãng taxi v.v.